lúc dịch đó thì em hay đến đây cùng với bạn bè, và sau khi dịch đó là cũng rất là lâu rồi em mới đến hay đưa lại, và đây là thứ hai em quay lại. Không, bây giờ một tiên ạ. Ngày xưa thì em thích nhất là cái trò thả bóng xuống để random nhận tiết kiệm, còn bây giờ thì em thích những cái trò mạo hiểm hơn, ví dụ là đấm. Oh my god. Nhưng mà vui chị, với lại là em vô được nhiều nhất, em được nhiều nhất. Rất là rắc thú. Nếu thời gian thì em sẽ tới ạ. Nếu em rảnh sợ em sợ chạy đến la vậy ạ.